Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Mạnh đang có mặt ở Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp tục đi xử lý phục hồi một cái mâm quay toa cho em Kobeco SK50 Uzo. Khác với hôm trước thì anh em chúng tôi xử lý con Komatsu PC58 thì thời tiết mưa rất là to. Nhưng hôm nay xử lý con Kobe 50 này thì thời tiết lại rất là nắng. Đấy. Vẫn như thường lệ thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành quay để kiểm tra xem em này bị như thế nào và bị nặng hay nhẹ nhé. Đấy. Con này là phiên bản cần kỹ thuật các bạn này. Đấy. Và Thanh Hóa đón anh em chúng tôi bởi một cái thời tiết rất là nắng. Đấy. Thì hôm nay anh em chúng tôi xử lý một cái mâm này thì của một em máy xúc nằm ngay cạnh biển luôn. Đây, phía bên phải các bạn, đây là biển này. Đấy, đây là những cây họ trồng để chắn sóng. Đấy, rất là rộng. Đây là ngay cái bờ đê. Máy thì đậu giáp rìa đê này nên là khi mà thay thế mâm và xử lý mâm cũng rất là vất vả, nắng nổi này. À, vì cái thời tiết nắng nóng nên anh em chúng tôi sẽ tiến hành tranh thủ của tháo để lắp sớm. Nắng Thanh Hóa thì anh em cũng biết rồi, một khi mà nắng thì không khác gì một cái chạp lửa thế nào. Đây là một chiếc mâm đã được tháo ra. Alo. Em hỏi lại là anh ơi, cái đấy là 12 lỗ vành sao là anh bắt anh bỏ được cái gì vậy? Đúng rồi, 12 lỗ vành sao, còn là lỗ sắt xi thì vẫn là 9, nhưng mà lỗ vành sao là 12. Bên đấy, bên này làm sao vừa ô tô. Vâng, nhưng mà ý là cái đấy là y xì hết luôn, chỉ khác điều là cái lỗ vành sao là 12 thôi. Vâng, em nghe rồi. Alo. Đúng rồi, đang 12 lỗ, còn lỗ sắt xi đường kính trong đường kính ngoài y hệt luôn. Chỉ khác cái đường lỗ vành sao thôi. Từ ốc này qua ốc kia. Tâm ốc này qua ốc kia gì anh? Cái con này bị rách cả phớt quay toa rồi. Đây là mỡ loãng này. Đỡ nó đi. Lôi đi. Đây là nó vào. Mỡ loãng hết rồi. Sập cái này là lôi đi. Đấy. Này mầm toàn mạt thôi. Lắm mạt nhỉ. Con này nhiều mạt quá. Xuống là một tờ. Đây, rất là nhiều mạt.
Cái này là rách cả phớt anh ạ, nên là nó bị thông dầu đây, mỡ nó loãng ra, thông dầu mỡ nó loãng ra với mạt, bây giờ mạt trắng xóa này. Đây em lau xong rồi. Đây để lại lau thử xem cái trục. Lau cho một con ốc để tí nữa nó lau lau trục xem là có mòn trục không, khả năng trục thì khả năng trục không mòn. Trục mới lắp đây mà. À, hồi này được cái trục thì chưa việc gì. Khả năng rách phớt là cao vì mỡ loãng hết rồi. Cũng bị mâm bị mạt nhiều. Hãy nghiền trên kia, nghiền xuống. Con ốc ngoài à? Đây là cái mâm của em Kobeco SK50 đã được anh em chúng tôi tháo ra ngoài. Đấy. Sau khi tháo ra để kiểm tra thì anh em chúng tôi phát hiện ra là cái vành bên trong của cái mâm này bị mẻ rất là nhiều. Đây các bạn có thể để ý rõ này, đây mẻ này, đấy mẻ đây, 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 đây và đây mẻ rất là nhiều, mẻ từ điểm này đến tận dưới điểm này luôn. Đấy, tùy theo răng, có răng thì mẻ có một tị, có răng thì mẻ một nửa, có răng thì mẻ rất là nhiều. Đấy, còn cái vành trong này thì không việc gì. Và đặc biệt hơn nữa thì đây, nó có một cái mảnh này là mảnh vỡ ra. Đây, mảnh này vỡ ra là chắc là của cái trục quay tòa. Đấy. À, đối với một bác chủ máy kỹ tính thì khi anh em chúng tôi tháo ra thì cái phần răng của cái mâm này nó vỡ như thế này. Thì ba cái không lựa chọn cái hình thức là thay mâm cũ vào, mà ba cái đang lựa chọn cái hình thức là thay một cái mâm mới vào để làm việc cho nó ổn định hơn. Thì trong cái thời gian này thì anh em chúng tôi sẽ vệ sinh lại cái phần gầm của con Kobe này, sau đó sẽ chờ mâm mới vào để lắp đặt hoàn chỉnh cho em Kobeco SK50 này nhé. Và đây là một chiếc mâm mới sẽ được lắp đặt cho em Kobeco SK50 UR này, một chiếc mâm mới tinh. Sử dụng 20 lỗ ốc trong, 20 lỗ ốc ngoài, 110 răng. Hết một vòng. Mỡ này mỡ xịn ấy. Mỡ này mỡ L3 ấy. Mỡ này bôi bánh răng tốt. Đây. Vòng xung quanh răng của mâm. Con này có lỗ bơm ở ngay mặt ngoài đây, rất là dễ bơm.
xuống để cái phần răng của trục quay toa ăn khớp với cái vành răng của cái mâm. Đối với những trường hợp mà răng của mâm nó quá kém thì thay mâm mới là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Thay mâm mới thì độ bền nó sẽ được cao hơn, và đặc biệt hơn nữa là nó sử dụng nó ngon hơn là so với việc phục hồi lại cái răng mà nó bị gãy. Còn nếu như mà răng giết của mình mà còn ngon, còn đẹp thì mình phục hồi mâm lại thì sử dụng cũng rất là bền các bạn nhé. Cứ để thế lâu được chưa được không? Rồi, chuyển trở lại, thôi từ nhá. Xuống tí nữa đi. Và đây là một chiếc mâm quay toa mới đã được lắp đặt hoàn chỉnh của em Cobeco SK50QR này. Đấy, bây giờ bác chủ máy của chúng ta sẽ tiến hành quay để thử nghiệm xem là mâm mới với mâm cũ có khác hẳn gì nhau không. Không cần phải nói các bạn ạ, mâm cũ thì với mâm mới thì khác nhau hoàn toàn rồi. Mâm cũ thì còn bị mẻ cả răng nữa, mâm mới thì chắc chắn là quay nó sẽ êm ru hơn rất là nhiều. Đấy, quay êm ru luôn các bác nha. Đúng là một bác máy chủ ra rất là chịu chơi. Máy chỉ cần hơi có sự cố nhẹ là đã làm và xử lý luôn rồi. Đấy. Như vậy là anh em chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong cái việc lắp đặt một cái mâm quay toa mới cho em Cobeco SK50 ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Các bác nào có nhu cầu phục hồi mâm quay toa, thay thế mâm quay toa mới có thể liên hệ với em Mạnh 9 tuổi nhá, bằng số điện thoại ở trên video. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tạm biệt anh em Hậu Lộc, Thanh Hóa nhá. Một mảnh đất đầy tình thương. Đấy. Rồi, xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.